Phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc trả lời. Trong thời gian tới, thị trấn Quế Châu và 9 đơn vị cấp xã của huyện Quế Châu thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính. Người dân có phải làm lại từ đầu tất cả các loại thủ tục hành chính và các loại giấy tờ như căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bằng lái xe, thẻ tín dụng, sổ tiết kiệm ngân hàng và một số giấy tờ khác hay không? Tôi cũng xin nói là bây giờ sáp nhập chính quyền xã cũng không phải cái đổi giấy căn cước, vì xã nào vẫn là cái số của cái số định danh của cái người đó thôi. Nếu mà người dân cần có nhu cầu đổi cũng sẵn sàng đổi, nhưng về nguyên tắc là không cần phải đi đổi. Luật mới cũng như là sáp nhập các xã cũng không cần phải đổi.